Những có quà hôm qua ở thủ đô Hà Nội cũng rất là nhiều quà. Nhưng hôm nay là ekip chưa ai ăn chiều hết. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, bây giờ mình dừng lại cho mọi người xem phim nha. Liên Hải về ekip đoàn xin chào tất cả các bạn. Bà xã Lý Hải Minh Hà. Đây. Diễn viên Quỳnh Thi, Tạ Long, Tú Tri. Đây. Quá fan nhiều quá dạ. Quỳnh Như, Quốc Cường, Thanh Thức, Trần Kim Hải, Trung Dũng, Tiết Cam. Lý Hải xin nói lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị, các chị và các bạn đã chọn lựa phim Việt Nam để xem, trong đó có phim Lật Mặt phần 6. Hy vọng rằng xem phim xong, nếu như mà các chị và các bạn cảm thấy hài lòng thì nhớ giúp Lý Hải chia sẻ cái cảm nghĩ mình để cho bạn bè, anh em có thể ra rạp trong dịp lễ để ủng hộ Lý Hải, để Lý Hải mau thu hồi vốn, làm tiếp phần 7 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Từ mọi năm thì ekip Lý Hải cũng sẽ có một số phần quà để gửi đến quý vị ở đây để làm kỷ niệm với Lật Mặt phần 6. Thì bây giờ mình sẽ chơi một cái mini game nhỏ nhỏ, quý vị và các bạn có đồng ý không ạ? Ok, rồi. Bây giờ bạn Thiết Cương đâu? Rồi, làm được ha. Chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi rất đơn giản. Lý do là các bạn ở đây á, là mọi người chưa xem phim. Bởi vì mình hỏi đơn giản nhất thôi. Thôi bây giờ Lý Hải sẽ hỏi một câu đơn giản nhất rồi ha. Đố các bạn rằng nếu ở đây ai là fan của Lật Mặt, fan của Lý Hải, thì đây là Lật Mặt phần 6. Thế Lật Mặt phần 5 tên là gì? Wow, quá trời. Rồi, anh thấy em là giơ tay trước. Rồi, xin mời em. 8 giờ. Chính xác. Rồi xin mời gửi cho bạn một món quà tiếp theo. Tiết Cương xin tặng một câu hỏi rất là dễ mà cũng là tương đối khó, phải là fan cứng của Lật Mặt thì mới có thể trả lời được. Đó là bạn nào có thể kể tên từ phần 1 tới phần 4 Lật Mặt có những tên gì hay không? Và thấy cái bạn Bắc Kiến này là đầu tiên nè. Các bạn Bắc Kiến này mời bạn nữ nè. Bạn giơ tay đầu tiên. Dạ, Lật Mặt 1 tên là Lật Mặt, Lật Mặt 2 tên là Phim Trường, Lật Mặt 3 là Ba Chàng Quý, Lật Mặt 4 là Nhà Có Khách, Lật Mặt 5 là 48 giờ, Lật Mặt 8 là Tấm Vé Định Mệnh. Gửi cho hai bạn hai phần quà. Có bao nhiêu người ạ? Tưởng đâu dễ quá vậy. Anh là 6 người. Trời ơi, hỏi khói thì hỏi khói nè. Hỏi thì khói, mọi người phải suy nghĩ nha. Bộ phim Lật Mặt 6 lần này, ai đạo diễn? Không lẽ gì phát quà hết chứ. Rồi, mời xin bà cô. Tiếp đó. Lý Hải ạ. Trời ơi, vậy mà cũng có chút nữa. Thiệt vời quá. Chính xác. Cho tôi chị hỏi quý vị nha, là bộ phim này tên là gì ạ? Xin mời bạn. Áo trắng. Đang quay clip. Dạ, xin mời bạn. Quá hay luôn, trời ơi, vỗ tay quý vị ơi. Quà đâu ạ? Gửi. Cái khúc trong phim ai hát không? Em. Rồi, ok. Sai quá! Sai, đáng lẽ là anh phải
phạt em, phạt em là không được xem phim luôn. Không phải, cái này là không thể nào chấp nhận được. Mời tiếp là bà bạn nào? Đúng rồi. Anh tập trung với em, anh quên mất hết người khác rồi. À, thôi em đi. À, đối với bạn là lực mặt xấu. Chưa. Con trai tặng em cái nón nha. Rồi nó luôn à. Thank you em. Ở đâu anh? Dạ, chị đã rồi. Bên này cũng cho một lần rồi. Cái gì cả? Em lần hai đó. Dạ, em lần hai. Một phần là tôi mấy người lần hai. Trời ơi. Anh Dũng. Để cho chút xíu ta ngoài lại. Đến từ nón bảo hiểm Andes. Nhưng mà câu hỏi này cũng hơi xoắn não nha mọi người. Cố gắng nghe cho kỹ nha. Câu hỏi của chị Ngọc là khó lắm đó. Không, không nha. Hôm nay là sẽ là câu hỏi khác nha mọi người. Nghe cho kỹ nha cả nhà. Đạo diễn Lý Hải là đạo diễn phim Lật Mặt 6 đúng không ạ? Còn sao nữa nè? Vợ của anh ấy tên gì ạ? Xin mời anh áo đỏ trên cùng luôn ạ. Đúng rồi đó anh, anh giơ tay rất cao đó. Đúng rồi đó. Anh đó, đúng rồi, đúng rồi. Anh đang giơ tay số 2 đó. Em ạ, em ạ. Dạ đúng rồi anh đó. Dạ đúng rồi anh đó. Dạ dạ. Bữa nào rồi, chính xác. Chính xác ạ, chúc mừng anh và một phần quà từ nón bảo hiểm Andes xin dành tặng cho anh. Wow. Sắc luôn, nón mắc tiền lắm đó. Ờ, chắc có lẽ là... Rồi khẩu hiệu nha. Ok ạ. Mấy quay giúp em. Mặt sáu về nha. Mặt sáu về nha. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3 Lật mặt sáu. Có quà rồi, có quà. Lấy